Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị an ninh trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Đầu tiên là những tin chính. Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, những thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng liên tiếp giáng xuống Trung Quốc trong những tháng đầu năm 2023. Gần đây nhất, mưa lũ lớn nhất trong 69 năm tại Sơn Tây khiến 55.000 người dân phải chạy loạn. Trong khi đó, Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn của Trung Quốc, tình trạng thiếu điện và than tại nước này thêm trầm trọng. Điều này đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thể nói là họa chồng thêm họa. Trung Quốc đã phải hứng chịu thảm họa thiên nhiên phức tạp và nghiêm trọng như lũ lụt, mưa gió, hạn hán, bão, động đất xuất hiện dồn dập trong mấy tháng đầu năm 2023. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc là Thời báo Hoàn Cầu đã làm một tổng kết và báo cáo được rằng kể từ đầu năm 2023, thảm họa đã ảnh hưởng đến tổng cộng 98,94 triệu người, trong đó có 972 người chết hoặc mất tích, 5,66 triệu người phải di dời. Tổng thiệt hại kinh tế trực tiếp từ thảm họa này lên đến 299,4 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 48,37 tỷ đô la Mỹ. Có cư dân mạng bình luận rằng, trời diệt Đảng Cộng sản Trung Quốc, thiên tai cảnh báo, mọi người còn chưa tỉnh thì tai họa còn lớn hơn đang chào đón. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô thừa luận, dường như chưa bao giờ tin điều này. Trước sự an nguy của hàng ngàn, hàng vạn người dân vô tội, các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ lo che đậy nguyên nhân, bưng bít thảm cảnh và thậm chí là sẵn sàng đe dọa, thủ tiêu đối với những ai dám nói ra sự thật. Và người dân Trung Quốc luôn là nạn nhân của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong một diễn biến mới nhất vào hôm vừa qua, giới chức Trung Quốc đã đưa ra biện pháp ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 khi lũ lụt đang xảy ra trên diện rộng ở miền Trung, miền Bắc, miền Đông Trung Quốc, bao gồm các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam và Sơn Đông. Cũng có cư dân mạng tiết lộ rằng, ở một số khu vực gần lưu vực sông Hoàng Hà, liên tiếp xuất hiện các sự cố như lở đất và lũ bùn đá. Một đoạn video được chia sẻ trên mạng cho thấy một lượng lớn xe tải chở đầy đá tảng xuất hiện gần sông Hoàng Hà, sẵn sàng đợi lệnh cứu nguy. Trong lúc lũ số 3 trên sông Hoàng Hà vào năm 2023 chính thức được công bố, thì một thông tin gây tranh cãi là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc lại chuẩn bị lượng lớn bao bột mì dùng để chặn bờ ngăn lũ khiến người dân ngỡ ngàng. Với sự chuẩn bị thô sơ và có phần cầu thả của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không khó để đoán trước là một thảm họa đang trực chờ người dân ở phía trước khi những cơn mưa như chút nước dự đoán vẫn tiếp tục diễn ra trong 2 tuần tới. Sơn Tây hứng chịu thảm họa lớn nhất trong 69 năm. Sơn Tây là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi mưa lũ. Lượng mưa lớn đổ vào Sơn Tây đúng dịp nghỉ lễ, kéo dài một tuần qua với lượng mưa ở nhiều nơi trong tỉnh vượt trên 150mm, thậm chí là 250mm, mức cao lịch sử. Ngoài ra, do xả lũ của sông Hoàng Hà với lưu lượng 7.000 mét khối mỗi giây đã khiến cho tình hình lũ ở Sơn Đông nằm trên dòng chảy chính của con sông này trở nên nghiêm trọng hơn. Trận lụt Sơn Tây leo lên top từ khóa tìm kiếm nóng trên Weibo. Cư dân mạng hết sức chú ý đến những thông tin liên quan đến cuộc sống của hơn 1,85 triệu người dân tại 76 quận, huyện và thành phố ở tỉnh này. Vỡ 20 mét đê ở sông Phần. Khoảng 5 giờ chiều hôm thứ Năm, các phương tiện truyền thông đại lục đã đưa tin con đê ở sông Phần đoạn gần làng Kiều Đông, huyện Tân Cương đã bị vỡ. Chiều dài đoạn vỡ đê lên đến 20 mét. Quận lỵ và nhiều ngôi làng bị chìm trong mực nước sâu đến 2 mét. Toàn bộ khu vực trở thành đại dương. Một số con hẻm ở thành phố Vận Thành, tỉnh Sơn Tây ngập sâu đến 3 mét. Hơn 10 máy móc quy mô lớn và hơn 360 người nỗ lực vá đê bằng đá và gạch. Tuy nhiên, đến 9 giờ ngày thứ Sáu, lỗ thủng vẫn chưa được vá. Trong khi đó, những trận mưa như chút nước vẫn tiếp tục giáng xuống vào khu vực này vào 2 ngày tới. 55.000 người chạy trốn khỏi vùng lũ sông Hoàng Hà ở Sơn Tây. Saudi Shop đưa tin có tổng cộng 56.947 người đã phải rời bỏ nhà cửa. 60 mỏ than, 372 mỏ quặng và 14 doanh nghiệp hóa chất đã bị đình chỉ. Nhiều người đã khóc khi tất cả tài sản tích lũy được trong những năm qua, bao gồm đồ đạc gia đình, đã bị phá hủy.
một vài người dân tiết lộ tình trạng của họ. Tôi rơm rớm nước mắt khi xem buổi truyền hình trực tiếp hôm nay. Năm nay mưa lớn làm mất hết số tiền kiếm được của 2 năm trước. Các phương tiện truyền thông chính thức của chính quyền Sơn Tây đang làm gì vậy? Họ đi cứu hộ, cứu nạn sao? Sao lâu như vậy vẫn chưa có động tĩnh gì? Một số video khác cho thấy chính quyền thành phố Sơn Tây đã phải dùng xe chở lợn để chở người dân đi di tản. Mưa lũ còn phá hủy các trụ đỡ bên dưới một tuyến đường sắt băng qua sông Dương Nguyên. Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy đường sắt treo lơ lửng trên không mà không có trụ cầu. Ngoài ra cần lưu ý rằng do xả lũ của sông Hoàng Hà, lưu lượng lũ 7.000 mét khối mỗi giây trên dòng chảy chính của con sông này tại Sơn Tây sẽ tiếp tục trong ít nhất khoảng 15 ngày. Điều này có thể khiến cho tình hình lũ ở Sơn Tây trở nên nghiêm trọng hơn. Trung Quốc họa trong họa. Thưa quý vị và các bạn, vào tháng trước, thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của tỉnh Hà Nam đã phải hứng chịu trận mưa lũ lịch sử được truyền thông đưa tin là ngàn năm có một, gây ảnh hưởng đến 3 triệu dân, thiệt hại kinh tế lên tới 65,5 tỷ nhân dân tệ, tương đương với 10 tỷ đô la Mỹ. Cho đến nay, ngoại giới vẫn nghi ngờ về con số nạn nhân thực sự, bởi Bắc Kinh luôn mập mờ che đậy số liệu. Những đau thương do trận lũ lụt lịch sử ở Trịnh Châu chưa qua thì siêu bão số 3 đã tới và giờ đây lại tiếp tục đến lũ ở Sơn Tây. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc đang chìm sâu vào cuộc khủng hoảng thiếu điện, thiếu than nghiêm trọng. Hơn 20 tỉnh của nước này đã phải áp dụng hình thức cắt điện luân phiên để đối phó với tình trạng thiếu than đá và nhu cầu điện tăng cao. Trong khi đó, Sơn Tây là tỉnh sản xuất than lớn nhất, quan trọng nhất đối với nguồn cung cấp than của Trung Quốc. Trận lũ lụt xảy ra đã khiến các mỏ than ở Sơn Tây tạm thời dừng sản xuất, càng làm cho tình trạng thiếu điện và thiếu than tại nước này càng thêm trầm trọng. Điều này đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ có thể nói là họa chồng thêm họa. Kính thưa quý vị khán giả, được biết đến là cơn bão mạnh nhất thế giới trong những năm gần đây, bão số 4 cách Đài Loan rất xa nhưng nó đã mang theo thiên tai nghiêm trọng ở Philippines, Hồng Kông và Macau. Chiều qua, sau khi đổ bộ vào Quảng Đông, Trung Quốc, ít nhất 9 người thiệt mạng, tình hình thiên tai ở Thâm Quyến còn nghiêm trọng hơn, hơn 80 nơi trong thành phố bị ngập lụt. Theo phân tích của chuyên gia, theo đường đi của bão số 4 di chuyển về phía Quảng Tây, Trung Quốc có thể thiệt hại kinh tế 125 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 4,5 nghìn tỷ đài tệ. Khi bão số 4 đổ bộ vào Thái Sơn, thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông hôm Chủ nhật, sức gió tối đa vùng gần tâm là 162 km trên giờ, khiến 9 người ở tỉnh Quảng Đông thiệt mạng. Tỉnh Quảng Đông đã ban hành cảnh báo đỏ cao nhất, đây là cảnh báo bão lớn nhất ở tỉnh Quảng Đông kể từ năm 2006. 2,54 triệu người đã được sơ tán khỏi 7 thành phố trong tỉnh. Nhiều thành phố dọc theo bờ biển đã bị đình chỉ công việc, kinh doanh và hoạt động. Các trường học đóng cửa trong 3 ngày. Máy bay tại các sân bay ở Thâm Quyến, Chu Hải, Phúc Kiến, Quảng Châu và Hải Nam đã được hạ cánh. Video trên Internet cho thấy một biển quảng cáo khổng lồ ở bang Dalang Township, Dawan bị gió mạnh thổi đổ. Một người qua đường không may bị khung đè bẹp và nằm trên vũng máu. Nhà hàng Tây tại tầng 1 của khách sạn Damesha Kinkei Sheraton bị sóng lớn do gió lớn tràn vào sảnh, cửa kính và cửa sổ vỡ tung, nước biển tràn vào khoảng 10 cm. Ít nhất 30 nơi ở Thâm Quyến đã bị ngập lụt, một số lượng lớn các cơ sở công cộng và phương tiện bị hư hỏng. Nước biển xâm nhập và mất điện nước ở nhiều khu vực, hơn 130.000 hộ gia đình không có điện trở lại. Siêu bão số 4 được biết đến là cơn bão có sức tàn phá lớn nhất trong năm nay. Kể từ khi hình thành, đã gây ra nhiều thương vong ở Đông Nam Á, số người chết ở Philippines đã lên tới 76 người, 39 người bị thương và 54 người mất tích, hơn 350 người bị thương ở Hồng Kông và 25 người ở Macau. Các chuyên gia ước tính rằng nếu bão số 4 tiếp tục theo con đường hiện tại, nó có thể khiến nền kinh tế Trung Quốc thiệt hại 125 tỷ đô la Mỹ. Bão số 4 đã suy yếu dần sau khi đổ bộ vào Quảng Đông nhưng vẫn đang tiến về phía Quảng Tây kèm theo mưa bão mạnh. Dự kiến nó sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới sau khi đến Vân Nam vào thứ ba tới. Thưa quý vị, thời tiết cực đoan ở Trung Quốc tiếp diễn dẫn đến thiên tai. Tại Tương Hương, Hồ Nam, một đoạn đường nắng nóng bị nứt vỡ khiến ít nhất một người bị thương. Ở Sán Đầu, Quảng Đông, một cây cầu bị gãy do nắng nóng và được đóng cửa khẩn cấp. Cùng lúc đó, một cơn bão dữ dội đổ bộ vào Thẩm Dương, Liêu Ninh, gần 300 cây cối bị đổ và nhiều phương tiện hư hỏng. Từ chiều đến đêm qua, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh hứng chịu một cơn bão dữ dội, sức gió tối đa lên tới cấp 13. Một số tuyến đường trong khu đô thị bị ngập nặng, một số phương tiện bị ngập nước, nước tràn vào gần hết cửa sổ.
Theo thống kê sơ bộ, tính đến khoảng 9 giờ 40 phút ngày thứ Tư, gần 300 cây xanh bị gió mạnh quật đổ, nhiều phương tiện bị cây đổ làm hư hỏng. Đồng thời tiết nhiệt độ cực cao tiếp tục tàn phá nhiều nơi ở Trung Quốc. Tại thành phố Tương Hương, tỉnh Hồ Nam, do nhiệt độ tăng cao liên tục nên một số đoạn đường bê tông bị nung nóng, trương nở và nứt nẻ. Một người đàn ông bị hất văng xa hơn 20 mét khi đi xe máy trên mặt đường nắng nóng và bị chảy sức nhiều nơi trên cơ thể. Do mặt đất quá nóng, những người dân gần đó đã nhấc người đàn ông lên một tấm ván và đưa anh ta đến bệnh viện khẩn cấp. Mới đây, do thời tiết có nhiệt độ cao, một cây cầu nhỏ ở Sán Đầu, Quảng Đông nóng đến mức nứt toác. Một cầu bị cong, biến dạng, các phương tiện không thể qua lại, cầu phải khẩn trương đóng cửa để sửa chữa. Tại Hàng Châu, Chiết Giang, một cư dân mạng đã tung tin tôm tươi anh mua ở chợ rau đã bị nấu chín 3 lần khi anh mang từ chợ về nhà do nhiệt độ quá cao. Dưới nhiệt độ cao liên tục, bệnh nhân say nắng xuất hiện ở nhiều nơi tại Trung Quốc. Vài ngày trước, bệnh viện trực thuộc Đại học Y Bắc Tứ Xuyên ở Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên đã tiếp nhận ít nhất 2 bệnh nhân say nắng liên tiếp, một trong số đó đã tử vong. Tính đến ngày hôm qua, Đài khí tượng Trung ương đã đưa ra cảnh báo nhiệt độ cao trong ngày thứ 10 liên tiếp. Tại Thiểm Tây, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Chiết Giang và các nơi khác, nhiệt độ cục bộ lên tới trên 40 độ C. Trong 3 ngày tới, thời tiết nhiệt độ cực cao trên diện rộng ở miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra, đồng thời sẽ có mưa lớn ở phía đông của Tây Bắc Trung Quốc, Hoàng Hoài và những nơi khác. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!